Cố gắng về sớm đấy nha, cũng có bốn lần đặc sản Phú Quý Bình Thuận, cua hình đế, cái này riêng đạo Phú Quý Bình Thuận mới có nha, còn mấy chỗ khác không có thiệt. Bây giờ nó ai là từng đi đạo Phú Quý Bình Thuận mới được ăn, hoặc là Nhanh nhanh cái này nha bác. Nhanh cái này nhả cái ghế ra. Nhanh 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 mút mút. của trước đây là dành cho vua. Còn đây Sao lưu bà lại quay? coi có chắc ngon không, thịt thịt chắc thơm lắm á. Hai con này Hồi nãy có rửa cái mâm này không vậy? một ký sáu Cứng quá. cứng nha ha, thịt thơm không? Ngon nhưng mà khó bóc quá. Để xem. Giữ quay này ba gỡ gỡ đừng có che, gỡ gỡ thấy không, tay ba đó. Học 45 phút á. Tiếp cái Hồi này này. có căng không? Cửa nó luôn à. Em có lấy muỗng. Chân nó dày lắm nên nó phải hấp 45 phút rồi mà. Lấy muỗng nhỏ cái nào muỗng to múc không được cái này, rửa tay rồi lấy cái muỗng nhỏ nhỏ để lên mấy cái chén lên cho mẹ đi, không ăn đủ thì lấy hết nhà cái này chà không nổi. Cứ gạch á, chị hai con được nhiều không? Chặt ngực kìa, lịch sử đó. Thua chỉ nếu mà mắc con này chỉ thua tôm Alaska này thôi. Đó. Giống không con?